Đây là Dung đang chuẩn bị cái món cơm chiên. Mà cơm chiên này không có lấy thịt nha cô chú anh chị. Nông gia đình này người ta ăn chay nên là không có ăn thịt, mà ăn tôm nha cô chú anh chị. Je le sors, de bus ce matin. Ah, Dung xin kính chào mời cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Dung có một cái group của giống như bên công đoàn của bên mấy người những cái ông chủ của ngành thuộc gia đó cô chú, những cái công ty thuộc gia còn hoạt động hoặc là đã ngưng hoạt động rồi á cô chú anh chị, là họ đặt ăn tiệc. Cho nên là tối hôm nay là mình làm cho 22 khách, nhưng mà Dung vẫn bán khách giảng lai nha cô chú anh chị. Và tối cũng như thường lệ thì có sự đồng hành của ông sếp, thì mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm việc với gia đình Dung ngày hôm nay nhé. Khách gọi đồ ăn đem về cho nên là Dung làm cho khách đem về trước nha cô chú anh chị. Il est beaucoup dur. Ah oui, j'ai mis dedans. Ouais. Mais je sors plus sur la veine. Ouais, mais c'est gauche, c'est pas gia đình này là khách quen của nhà hàng Dung là 6 năm rồi đó cô chú anh chị. Dung biết cái thằng bé con á, là nó mới lúc nó có 1 tuổi thôi mà nó ăn gỏi cuốn là sành điệu luôn. Bây giờ mà nó 6 tuổi rồi đó cô chú anh chị, mà mê lắm gỏi cuốn, mà mình nó quất hai cuốn gỏi cuốn với cái phần cơm chiên đó, đó là cho nó đó. Họ gọi gỏi cuốn chay và bún chả giò chay. À, nên là Dung kêu ông sếp là chiên đậu hũ. C'est bon. Ben, tu fais sauter. Gia đình là chỉ có thằng nhóc con đó nó ăn tôm với trứng thôi nha cô chú anh chị. Còn ba mẹ là chỉ ăn được trứng gà, nhưng mà không có ăn ăn tôm, không ăn thịt, không ăn gì hết. Cho nên là cuốn chả giò chay thì dặn cho mình là bỏ chả giò chay vô trong gỏi cuốn, tại vì không có lấy tôm á. Bún chả giò thì khách cũng không có ăn nước mắm, mà mình cho cái tương mà ăn gỏi cuốn đó cô chú anh chị đó, khách ăn chan bằng cái đó. Dung cuốn gỏi cuốn mà cuốn bằng bao tay, mà Dung cuốn 3 cuốn gỏi cuốn bằng bao tay thì bằng Dung cuốn 6 cuốn bằng tay không mà đó cô chú anh chị. Mà Dung mò lâu dữ lắm. Bún chả giò chay thì có các loại rau, rồi chả giò chay với lại đậu hũ với cô chú anh chị. Dung cho thêm bơ lát nữa. Đậu hũ chiên nóng giòn như vậy chấm với nước sốt, nhiều khách họ cũng mê ăn lắm nha cô chú anh chị. Mỏ mì xào có người ta xin thêm mình nữa. Có nhiều người thì người ta ăn không được. Bún chả giò chay đó cô chú anh chị. Ali, go go. C'est tout hein. Trois rouleaux et les cantons et deux bonhommes. On dit que c'est la meilleure par deux. J'ai rien dit moi. Ah ouais, mais je dis. Ouais, les gars, quoi. Ça, mais pourquoi? Aïe, 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 aïe.
Dung chiên chả giò cuốn gỏi cuốn đó cô chú anh chị, mà Dung điếm lộn có 14 cuốn gỏi cuốn thôi. Nhưng mà mình điếm cứ là một cuốn chả giò là ra hai cuốn gỏi cuốn, nhưng mà mình Dung điếm tầm xà mà Dung điếm ra 28 cuốn chả giò cô chú anh chị. Ông sếp ông chiên ông nói ủa sao nhiều dữ vậy, là Dung làm lộn nha cô chú anh chị, mà Dung cứ ghẹo sếp đó. Sếp ơi, chị sẽ là găm bát sao? Chú cúp đi là... Cũng mới sắp là... Là đưa sơ vào cái lon là... Cái gâu tôm đó cô chú anh chị mà không biết nói thì sao nè. Chút lon còn mà sao nè. Ôi, là sơ vào. Coupez le et tu décortiquez le, sur le dos, tu sais la peau. Tu décortiquez. Gardez la tête, hein. On prend le seul là. Oui, prends le verre là. C'est facile. Khách họ vô sớm lắm nha cô chú anh chị, 7:15 là đã có mặt rồi. Bây giờ Dung làm đem về xong rồi mình tranh thủ mình đi cuốn gỏi cuốn, tại cuốn gỏi cuốn tốn thời gian đó, 14 cuốn gỏi cuốn Dung phải cuốn chắc nửa tiếng đồng hồ. Blur, chef, prends le gros torchon là. Làm nhiều khi bữa nào nóng quá đó cô chú anh chị là Dung cứ mở cửa sổ hết vậy đó, mà khách họ có người quen mình á thì họ đứng ngay cửa sổ đó họ trò chuyện với mình, còn không mấy thì khách họ chào Dung rồi cái khách cứ đi qua đi lại vậy đó, từ bên ngoài là nhìn thấy nhà bếp ở trong hết nha cô chú anh chị. Khách ăn 8 phần gỏi khóm. Bây giờ Dung sẽ đi chuẩn bị trộn gỏi. Khóm thì mình cắt hạt nhỏ nhỏ nha cô chú anh chị. Tại bên này cái này là phụ nữ người ta ăn, cho nên là mình làm cái gì đó cũng phải nhỏ cho nó gọn thôi. Bảy giờ kém 15 là khách lục tục vô rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà tới 8 giờ họ mới ngồi vào bàn, là chưa có rượu khai vị, chưa có gì hết á nha cô chú anh chị. Đó bắt đầu 8 giờ ngồi hết vô bàn, ông xã vô mới phục vụ khai vị cocktail champagne rồi này kia. Salade ou à cette assortiment? Oui, c'est de dégustation.
xin đừng có xa xuống. Mới đầu là có 22 người thôi cô chú anh chị, giờ thêm 23 người. Giờ đồ ăn là phải thêm. Ê chef, remix salad salad mang gồm vậy? Mình đang lắm. Chú là mình đang không có gắn gì mà sốt sắc. Hôm nay là đồ phụ lúc. Và chef đó. Và remix lửa găng. Đồ là đồ phụ lúc. Nó remix. Ma che salata, no? Oh, c'è tanto meno pizza. No. Ma c'è tutto. Tu giù manca questo. Che lo fai? Che lo fai? Après, je te laisse s'occuper les ancrées. Moi, je vais faire la sauce au bout de plat. Ok? Comme d'habitude, hein? C'est prêt, là. Il manque les crevettes, l'avocat. Alors, tu es sûr que ça va manquer? Ah. Ah, essaye. Il a manqué le premier. Comme ils ont dit 6, non? 5. Je ne vois pas plus. Comment ça fait 5 que tu verras? Tu vas faire tout, cacahuète, parce qu'il y en a partout, hein? Toutes les salades. Bây giờ Dung sẽ cho tôm lên gỏi, rồi đậu phộng, nói chung cái chút chút nhiều thứ lắm cô chú anh chị. Mà bữa mình có hành phi nữa, mà nay hết hành phi rồi mà Dung không có mua thì làm biến phi của cô chú anh chị, cho nên là thôi chế luôn đi, cho đậu phộng lên thôi. Mình đếm là một dĩa là 6 con tôm. Cái này có thịt luộc nữa nha cô chú anh chị, nhưng mà nhiều khách thì họ dặn mình không có bỏ thịt luộc, cho nên là mình sẽ tăng thêm tôm. Dung cũng có đọc số comment đó cô chú anh chị, thì biểu là đi làm bếp thì phải mang khẩu trang để khi mà nói chuyện nhiều văng nước miếng vô đồ ăn đồ này kia ghê đó. Nhưng mà làm mà là không có đeo khẩu trang cô chú anh chị, đây là Dung còn thấy học mùi ông đầu bếp không có ai đeo khẩu trang. Từ khi mà lúc mà có dịch Covid á thì là bắt buộc phải đeo khẩu trang ở trong bếp thôi, chứ bình thường là trời đeo chịu sao nổi cô chú anh chị đó. Mà mình quay video thì nói chung là mình hạn chế nói, Dung thâu tiếng ở ngoài đi khỏi nó có phiền mắc công lắm. Tối hôm nay ăn là không có thực đơn, nhưng cô chú anh chị là khách gọi, nói chung là cái món nào cao nhất ở nhà hàng mình thì đưa lên thực đơn thôi. Rồi nhưng mà họ cũng không có cho mình là cái limit bao nhiêu hết. Champagne, rượu, rồi tráng miệng đồ này kia, ai thích ăn cái gì thì gọi nha cô chú anh chị. Thì nói chung là mỗi lần làm tiệc cái bên công đoàn mình rất là thích. Làm được tiền bo nhiều nè cô chú anh chị. Những cái ông lớn nè, ông cho tiền nhiều lắm. Có lần á Dung khoe với cô chú anh chị là làm mà ổng cho Dung cả trăm ơi vậy đó. Cái tiệc này làm rất là ngon cô chú anh chị, họ không có quan tâm giá tiền. Lại là rượu champagne rồi này kia đó là toàn là đồ thức rượu loại cao không đó cô chú anh chị ơi, cho nên là mình ông xã Dung đi mua rồi dặn mấy cái chỗ mà làm rượu á người ta mang rượu cho mình lại, thì khách này họ có lại họ thử rồi. Mais ça, il faut mettre le marais ou après à la mi-moment le marais, hein. Oh, tu connais faire comme ça la maison, sur la peau.
khách họ đã uống xong rượu aperitif rồi. Bây giờ mình chuẩn bị lên đồ ăn cho khách. Chả giò thì trong máy, gỏi cuốn thì cũng cho ra dĩa rồi. Bây giờ sếp đang cho há cảo ra. Dung giao cho sếp làm ra khai vị. Mình quay qua mình chuẩn bị đồ sốt cho món chính. Ông sếp ông thích làm, nói chung là vậy đó cô chú anh chị. Ai làm việc nấy à, dù mình tin ổng á, mình giao cho sếp, nói sếp ơi chuẩn bị khai vị là Dung giao cho sếp tới hồi cuối cùng á, Dung điên vòng, Dung dòm lại coi nhiều khi á, mình làm nhiều quá là có thiếu gì không á cô chú anh chị. Lúc mà cái người cái toán ở công đoàn đặt tiệc đó cô chú anh chị là họ có một cái danh sách tên ai ăn cái gì là phải ghi hết nha cô chú anh chị, chứ mà tới ngày mà hỏi là họ không nhớ đâu đó. Ông xã Dung cầm ra cứ tên ai thì đọc cái món đó cho người đó là cứ giao thôi. Dung sẽ cho dĩa thập cẩm đi trước nha cô chú chị, tại vì trên đó đồ nóng giao ra trước để ra người ta ăn salad á, thì thập cẩm ra sao cái người ta lại ăn sao, cái người ăn trước thì ăn sao, rất là bất tiện. Khách không có ăn thịt luộc nên là Dung thế chả giò lên cho khách, cho cái dĩa nó đầy đủ hết. Dung đếm 14 con tôm lăn bột. Ông sếp làm thêm một con nữa, 15 con. Nhưng mà không biết sao cứ hồi dư là một con, không biết cái dĩa nào thiếu á cô chú anh chị ơi. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian cùng làm việc cùng với gia đình Dung. Dung xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Merci beaucoup.
tu fais avec mon caméra?